Hey Claudio, xin kính chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Khôi. Và hôm nay thì Khôi sẽ giới thiệu đến em một bộ sưu tập đến từ hãng Tannoy. Và tất cả những cái model hôm nay Khôi giới thiệu đều là những dòng Tannoy đồng trục và đang rất hot trên thị trường hiện nay, mà được rất nhiều anh em, nhiều người đang săn đón, săn tìm anh em nhé. Thì clip ngày hôm nay Khôi sẽ làm để giới thiệu chi tiết hình ảnh, cấu tạo cũng như chức năng hay là phối ghép. Và những cái clip sau thì Khôi sẽ test chất âm để anh em cùng nghe thử anh em nha. Vì cái lý do là hiện tại là xung quanh ở đây rất ồn ào, thì không thể test được nhạc. Test thì nó sẽ rất nhiều tạp chất, tạp âm vào, thì nó sẽ mất đi cái giá trị của cái cặp loa anh em nha. Rồi thì trong này Khôi có 4 cặp loa Tannoy đồng trục, một cặp bass 30, 3 cặp bass 25, và kèm thêm đó là một cái cặp AR2 AX bên bò nha. Thì bây giờ Khôi sẽ quay lần lượt cái hình ảnh lưới e căng. Tại vì nói tới dòng Tannoy thì ngoài cái việc nghe thì nó còn phải đẹp, và nó phải thật đẹp nữa thì nó mới đúng chất của dòng Tannoy. Bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi để mình đưa máy gần hơn để mình xem được hình ảnh trước anh em nha. Rồi sau đó thì Khôi sẽ tháo lưới ra, rồi sau đó nữa thì Khôi sẽ quay lại cái mặt đích để anh em xem từng cặp một nha. Thì các cái mức giá thì Khôi sẽ báo sau, anh em quan tâm cặp nào thì sẽ lựa chọn theo cái Khôi đánh dấu anh em nha. Rồi đây, bây giờ Khôi sẽ đi lần lượt từ bên phải qua bên trái nha, từ phải bên trái. Đây là Tannoy, cái cặp này là gọi là 295 đây nè, 295 ha. Thì bây giờ Khôi chỉ có quay cái ngoại hình trước, rồi sau đó thì Khôi sẽ quay cái hình ảnh nha, cái đồ cam bên sau ha. Đó, lưới zin anh em nha, lưới zin, logo zin nè. Đây, cặp số 1 nha, cặp số 1, đẹp, rất đẹp luôn nha, phải đẹp nữa. Đó. Rồi cặp thứ hai, thì lưới màu đen, vẫn là lưới zin anh em nhé. Đây là có nhiều cái lựa chọn cho anh em lựa chọn, lưới nâu, lưới người có quên mất có nói lưới đen nữa, anh em hiểu lầm, đó là lưới nâu anh em ha, vẫn là lưới zin của hãng. Rồi cặp thứ hai, cặp thứ ba thì mình là lưới bình thường ha. Rất đẹp anh em nha. Đặc biệt là những cái cặp này thì lưới phải rất là đẹp. Đó. Ok. Thì anh em nhìn sơ qua thì thấy mỗi cặp thì một cái thùng gỗ nó khác nhau. Tại vì dòng này là dòng gỗ làng anh em nha. Thì nó không thể giống như dòng xi được, nên là mỗi cái đời, mỗi đợt sản xuất thì nó sẽ có một cái lưới nó khác nhau nha. Rồi. Tiếp theo là một cái cặp này, cặp bass 30 nha. Cái này còn gọi là loa Devon mà 315 á nha. 315 là bass 30. Rồi. Rất đẹp anh em. Đây cô đang quay cho anh em xem. Nguyên zin nguyên bản hay chưa vệ sinh chưa lau chùi luôn. Đó. Lưới đẹp. Từ tí nữa cô sẽ tháo ra. Anh em sẽ xem sau ha. Rồi. Và kèm theo nữa là một cái cặp AR. Cái cặp này là cặp AR2 AX bánh bò nha. Rất là đẹp. Thùng vuông góc ha, vuông vức. Còn logo luôn ha, logo. Rồi ok, thì mình sẽ quay sơ như vậy. Rồi bây giờ Khôi sẽ lần lượt Khôi sẽ tháo lưới, và sau đó thì Khôi sẽ quay luôn cả phía sau luôn ha, để anh em xem được thì anh em có thể lựa chọn luôn, chốt hàng luôn, mình không cần phải chờ tới tái chất âm. Tại vì chắc chắn rồi mấy cái dòng này thì nó là ok anh em nha. Rồi Khôi đã tháo ra tất cả lưới e căng để anh em cùng với Khôi mình sẽ soi cái phần cụ loa của nó anh em nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để mình xem từng cặp một anh em nha. Rồi. Rồi thì tất cả Khôi đã tháo lưới đó rồi anh em ha. Tất cả lưới này, lưới e căng thì là zin hết anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào từng cặp. Thì tất cả những cái cặp loa này chưa vệ sinh luôn anh em. Mặt mũi nó vẫn chưa vệ sinh ha. Thì đầu tiên là cặp số 1 ha. Đây anh em. Anh em xem kỹ ha. Khôi giới thiệu. Khôi quay cận anh em cùng xem luôn. Đó. Đây là cặp số 1 ha. Các góc cạnh của nó này, bụi còn dính anh em ha. Đó. Ok. Thì anh em xem qua thì thích cặp nào mình sẽ chọn cặp đó anh em nhé. Cặp số 1. Ok. Thì cụ loa thì chắc mình không cần phải coi, nhưng mà tí nữa Khôi sẽ tranh thủ tháo ra một cụ ha, để cho anh em biết đến cái dòng này anh em nha. Rồi
Tiếp theo cặp thứ hai đây. Đó, anh em xem kỹ các cái màng loa ha. Mình thích cái cặp nào thì mình chọn cặp đó. Mỗi cặp, mỗi đời thì nó sẽ có một cái màu nó khác nhau tí nha. Đó, nhưng mà tuy nhiên là hai cái đều phải giống nhau. Đó, anh em xem ha. Đó, ok này. Đó, có để máy cho anh em xem luôn. Cặp số 2 ha. Cái thùng này thì nó là mọc hơn. Cái thùng này thì nó sáng hơn. Nha, mỗi cặp thì nó có một cái màu như vậy. Rồi, cặp này cũng vậy nè. Nha, cặp thứ 3 này. Anh em xem. Đó, anh em ha, thì ba có tất cả là ba cặp. Thì anh em lựa chọn theo cái sở thích của mình nha. Thì thích cặp nào thì liên hệ với Khôi để mình bóc cặp đó nha. Rồi. Đó, ok nè, ba cặp. Rồi qua cặp thứ tư là cặp bát 30. Cặp này là Devon 315 anh em ha. Loa chưa vệ sinh luôn ha, rất đẹp. Chưa vệ sinh luôn, rất đẹp. Đặc biệt là cái cặp này thùng này nó sáng hơn, thùng này đẹp hơn anh em. Thấy vẫn lươn luôn ha. Tất cả lần này chưa vệ sinh, chưa làm gì hết ha. Và cuối cùng là cái cặp AR2. AR2 bánh bò anh em ha. AR2 bánh bò đây, anh em xem ha. Đây là AR2 bánh bò. À, tí được Khôi sẽ quay phía sau ha. Tem cờ còn đầy đủ nha anh em. Rất đẹp, rất tuyệt vời nha. Thì những cái cặp loa này đều là những cái cặp loa hàng tuyệt chọn. Thì anh em nào yêu thích thì liên hệ với Khôi. Về cái mức giá thì giá cho anh em tham khảo ba cái cặp loa đồng trục Bát 25 này. Cặp này còn gọi là 295 á nè, cái cụ của nó là cụ 295 á nha. Thì có cái mức giá cho anh em tham khảo là trên 26 triệu nha. 26 triệu. Thì anh em yêu thích cặp nào thì sẽ liên hệ với Khôi, thì nó sẽ có cái mức giá cố định nha, cụ thể từng cặp một nha. Anh em nào yêu thích thì liên hệ với Khôi thì Khôi sẽ báo giá theo từng cặp. Cặp này cặp số 1 anh em ha, cặp này cặp số 2 nha, cặp này cặp số 3 theo thứ tự. Còn cặp này cặp Bát 30 thì có cái mức giá cho nên tham khảo là hơn 30 triệu nha, hơn 30 triệu. Rồi. Và cái cặp AR2AX bánh bò thì cái cặp này có cái mức giá cho nên tham khảo là trên 16 triệu nha, trên 16 triệu. Rồi giá để anh em chuẩn bị là tài chính. Rồi sau đó thì Khôi sẽ có thời gian thì Khôi sẽ test từng cặp một. Nhưng mà phải cái không gian yên tĩnh chứ nó hiện tại ồn nào như bây giờ thì sẽ không test được anh em nha. Rồi ok, bây giờ anh em đợi Khôi trong dây đắt. Khôi sẽ quay luôn cái mặt đích phía sau ha. Rồi, đây là cái mặt đích của 5 cặp loa mà Khôi đã giới thiệu cái hình thức trước đó. Bây giờ thì loa thì rất là đẹp rồi, vuông thành góc cạnh anh em ha. Và bây giờ thì Khôi sẽ đưa máy gần hơn để anh em xem từng cặp một ha. Rồi, đây gọi là cặp số 1 anh em. Đây anh em ha, cái mặt đích rất đẹp ha. Loa chưa lau chùi còn rất là đẹp. Đây anh em ha, còn tem, còn logo đầy đủ anh em nha. Đây, nó là Eton, còn cái Serino series là 295 để mình phân biệt tất cả cái dòng loa này là made in United này, Kingdom, có nghĩa là sản xuất tại Anh anh em nha, London đó. Rồi thì cặp thứ hai đây nè, nói chung là đẹp, những cặp loa này đều là những cái cặp loa đẹp anh em nha. Rồi cặp thứ ba đây, cặp này thì nó có vài chỗ này, cái nước sơn á, nước sơn nó bị chóc ra ha, nó chóc ra nhưng mà không đáng kể, mặt sau mà, nhưng mà thùng nó đẹp đó. Ok, ba cặp thứ tư ha. Đây cặp thứ tư cũng đẹp ha. Rồi đây này, Devon anh em ha. Cái mã của nó 315 để anh em biết được cái dòng nó. Tất cả là đều là London hết, sản xuất tại Anh và đều có chữ ký của hãng sản xuất ra. Rồi ok, ba cặp. Và cặp cuối cùng là cặp AR, rất đẹp luôn em, rất tuyệt vời nha. Tem cờ còn đầy đủ ha. Cái này là mặt cây đứt cây. Lưu ý anh em chơi thì biết rồi. Dòng này là cái này là cây đứt cây nha. Rồi, mình Khôi đã giới thiệu xong tất cả là 4 cặp tân noi đồng trục và 1 cặp AR2 bánh bò.
Thì anh em nào xem được clip này mà đã yêu thích thì liên hệ với tôi để mình cùng chốt hàng anh em nha. Thì Khôi nhắc lại, ba cặp đồng trục bát 25 là Eton là 295 thì có cái mức giá cho anh em tham khảo là 26 trên 26 triệu một cặp nha, anh em lưu ý trên hơn 26 triệu một cặp nha. Còn cái cặp là Devon 315 thì cặp này có giá là hơn 30 triệu một cặp nha. Rồi và cuối cùng là cái cặp AR2X bánh bò thì có giá tham khảo là trên 16 triệu nha. Anh em yêu thích thì liên hệ với cô để mình chốt hàng. Còn khi mà tôi tát lên thì cô sẽ báo tích âm rồi á, thì tôi ghép rồi á, thì cô sẽ báo chi tiết sau anh em nha. Rồi cuối cùng thì cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành.